Không chỉ sở hữu ngoại hình ngọt ngào, lọ lem còn đạt điểm 10 trọn vẹn từ tài lẻ đến cách sống. Nhắc tới lọ lem, bất cứ ai cũng phải dành lời tán dương bởi sự lễ phép, ngoan ngoãn và tinh tế của cô nàng. Tháng 4 năm 2024, Mai Thảo Linh hay còn gọi là Lọ Lem, con gái MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo trúng tuyển Đại học Mỹ thuật London, Anh, UAL. Theo Times Higher Education, UAL là đại học chuyên nghiên cứu về thời trang, nghệ thuật, thiết kế và nghệ thuật biểu diễn lớn nhất châu Âu. Ngôi trường này còn được xếp hạng 2 thế giới về nghệ thuật và thiết kế theo QS năm 2024. Gần đây, Lọ Lem gây bất ngờ khi xác nhận không sang Anh du học mà chọn học đại học ở Việt Nam. Tại sự kiện, MC Quyền Linh đã trải lòng về lý do con gái không đi du học như kế hoạch ban đầu. Nam MC cho biết, Lọ Lem vào trường top 2 của thế giới thì phải nói là ba mẹ cũng bất ngờ luôn á, bởi vì profile để được vào đó không phải đơn giản. Con báo tin là tôi rơi nước mắt, ngồi kiềm, đến giờ thì cảm xúc nó vẫn còn. Nhưng trong lòng mình không muốn con đi, nó bị ích kỷ như vậy, ở tận bên anh mà. Bên cạnh đó, anh bày tỏ sự trăn trở khi phải rời xa các con. Tôi thấy 10 bạn đi học bên đó hình như có một vài bạn về à, lấy chồng lấy vợ rồi ở bể luôn. Tôi không muốn con ở đâu hết trơn, chỉ muốn con ở Việt Nam thôi. Con mình ngày nào cũng gặp, ngày nào mình cũng làm bạn để nói chuyện. Tự nhiên giờ đi xa như vậy, thấy nó sao sao á. Chia sẻ của MC Quyền Linh nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm trước nỗi lo lắng của nam MC về các con. Mới đây, Lọ Lem đã thu hút sự chú ý khi lần đầu sải bước trên sàn catwalk. Ái nữ 18 tuổi được nhiều người mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ khi xuất hiện trong chiếc váy công chúa, vi rùa đẹp như xé chuyện bước ra. Màn debut rực rỡ này của Lọ Lem nhanh chóng được cộng đồng mạng tán thưởng, dành nhiều lời khen ngợi. Không những vậy, dân tình còn ủng hộ Lọ Lem sẽ xuất hiện nhiều hơn trong những hoạt động nghệ thuật khác. Song, chưa hết bất ngờ với màn catwalk gây bão này, bà xã MC Quyền Linh lại khiến dân tình đứng ngồi không yên khi tiết lộ chuyện lấy chồng của Lọ Lem. Cụ thể, nữ doanh nhân Dạ Thảo cho biết Lọ Lem có vẻ ngoài dịu dàng nhưng con rất kiên định và dễ xúc động trước những điều xung quanh. Đặc biệt, gần đây khi ba kể về tình cảm cha con trong một phim điện ảnh mà Quyền Linh đóng vai chính, Lem đã ôm ba, nước mắt rưng rưng rồi thầm thì, Lem sẽ không lấy chồng sớm đâu, nói xong, con lại tiếp tục khóc. Lưu lại đây để mai sau xem con gái lấy chồng sớm hay muộn nhé, Mai Thảo Linh. Nhiều người bày tỏ, Lọ Lem quá hiếu thảo, sống tình cảm nên luôn nghĩ cho gia đình, ba mẹ trước tiên. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi MC Quyền Linh có cô con gái hiểu chuyện, xinh xắn và giỏi giang. Phần lớn mọi người đều dành lời khen cho Lọ Lem nói riêng và gia đình nam MC nói chung bởi mỗi thành viên đều có tính cách hòa đồng, thân thiện và ứng xử nhẹ nhàng. Đặc biệt là Lọ Lem, ở tuổi 18, cô bạn ngày càng chững chạc, trưởng thành và có nhiều thay đổi rõ rệt. So với trước đây, Lọ Lem đã có phần giản dị, tự tin hơn trước ống kính. Mỗi khi xuất hiện trong một sự kiện giải trí, cô bạn cũng đã bắt đầu biết tương tác nhiều hơn, mạnh dạn chia sẻ cảm xúc. Trước đó, khi được hỏi về chuyện hình dung con rể tương lai sẽ ra sao, Quyền Linh cho biết anh chỉ mong đó là người yêu thương con gái anh hết lòng. Thỉnh thoảng trong lòng tôi có nghĩ, không biết khi nào mình sẽ có con rể. Tôi chỉ muốn con rể thương yêu vợ như chính tôi thương con gái của mình thôi. Tôi không đặt nặng con rể phải đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Mỗi người sẽ có số phận khác nhau, không thể thấy họ nghèo mà mình không chịu.